không? Ứ hự thiệt chứ. Tay này lại cho em tay lẻ Phước ơi, lẻ lẻ lắc tứ nha, lẻ tứ tay này. Thử lẻ tứ một tay nha. Lẻ đây. Lẻ tài ba đỏ có ai bắt không ạ? À? Mọi người ai húp lẻ tay này mọi người comment em biết đó nha. Có ai húp lẻ không? Húp Phong Phước ơi. Lẻ tài ba đỏ nè. Có ai húp lẻ tài tay này không ạ? À? Cứ như mèo con tâm lắng trong vườn nhà. Hello chị muội, cho em một tay lẻ nữa nha, lẻ tứ tay này thử, hy vọng cầu dài dài chút, lẻ tứ thử nha. Má ơi sao kỳ vậy ta, tay được tay mắt là sao vậy trời, không được rồi chị ơi, tay sau nha, để xem gỡ lại thử còn vô nổi không, tay được tay mất à. Tới gì ta, tới công chuyện gì trời, tay này chị đánh cho em một tay lẻ, lẻ lại chị ơi, lẻ tứ lại giùm em, tay này mà không vô được em dừng luôn, lẻ tứ lại xem sao nha, tứ luôn, muội húp tứ giùm em, Phước ơi, chẳng tứ xỉu có ai bắt không? Coi húp tứ không mà người húp tứ cho em xin món quà nhỏ nha. Coi húp tứ không cho em xin một món quà nhỏ thôi, một đồng xu sô cô la mở hàng cũng được. Coi húp không? Trời ơi em cảm ơn anh Ron. Thôi mà không ai lên vậy trơn á. Tay này em một tay chẳng sắp lót tứ nữa. Tay này đập đúng mà không ai lên quà nó em không đập nữa. Chẳng sắp lót tứ giùm em tay này nha. Chẳng sắp luôn. Chẳng sắp lót tứ tay này có ai bắt không? Mọi người có ai húp chẳng giùm em tay này không? Em cảm ơn Phước nha. Có ai húp chẳng đâu mà về chẳng tay à. Trời ơi, không ai lên quà thôi, không húp nữa không? Không đọc nữa nghe. Em cảm ơn anh Ron. Cảm ơn chị muội. Tay này che một tay chẳng nữa. Chẳng tứ tiếp tay này, chẳng nhẹ thôi, tay này em bám bờ tới coi nổi không nha. Hello lovely. Ôi ba đỏ rồi. Húp ba đỏ. Gãy tay nha, em cảm ơn Lovely nha. Có ai húp chẳng không? Ủa lộn, có ai húp lẻ không? Lẻ tài ba đỏ. Có ai húp lẻ không mà về lẻ húp tay à? Lẻ phong. Rồi, chị ơi, chị check giùm em user Hải Nít Bạc với nha chị ơi. Chị quản lý ơi, chị check giùm em user Hải Nít Bạc với nha chị. Có ai đi gì tay này không ạ? Mở, cảm ơn chị. Lẻ xỉu ba trắng, lẻ tiếp nè anh ơi, có ai bắt không ạ? Về lẻ hôm tay ạ. Lẻ xỉu. Em cảm ơn anh Phước. Ba trắng lại nè. Hấp hồng anh... Idol, Huy Idol phải không? Tiếp. Có ai đi gì tay này không mà? Em chuẩn bị mở. Em cảm ơn anh Sát nha. Lẻ. Lẻ lót tứ giùm em. Ôi, ôi giời ơi, gãy rồi mũi ơi, chắc em dừng chút quá, chẳng sắp đôi à.
Không phải câu 33 rồi. Kể rồi, dừng chút đi. Dừng chút luyện nội công lại. Hello anh Trà. Tiếp. Có ai đi gì tay này không ạ? Sát lẻ ba đỏ bích, ok. Cái này anh Phước đánh gì? Lẻ nữa phải không? Ôi. Chẳng sắp đôi anh ơi, xa cà nu rồi. Có ai hết chẳng tay này không ạ? Mọi người ai về chẳng tay này mọi người comment em biết với nha. Chẳng sắp đuôi rồi. Trời ơi, sao vắng như vậy ta? Tiếp. Còn ai đi gì tay này không? Cho em một tay chẵn sắp đi, chẵn tứ. Chẵn tứ nè. Tay này ra chẵn là đẹp. Ôi, thôi. Cầu tùm lum tùm la quá à. Khớp lẽ sai vị anh ơi. Không biết cầu gì luôn anh ơi. Á, cầu 22 hả ta? Chẵn tài, lẻ tài nha. Lẻ tài ba đỏ, có ai bắt không? Thôi không dám hô nữa. Hello Smile, thôi không hô nữa. Đậu hồi nãy mấy bà kia em hôi mới hô cho nghỉ hô rồi đấy, hô tào lao thiệt, nghỉ hô mở ra nha, đừng kêu tôi hô nữa. Còn ai đi gì tay này không? Em là ai? Mở nha, tứ luôn, tứ tài, có ai lót tứ không? Mọi người ai lắp tứ tay này mọi người comment em biết với nha. Tứ tài nè. Em cảm ơn anh Vi. Ô em cảm ơn chị Vi. Coi hấp tứ nào mọi người ơi. Tứ tài, tứ tài. Tiếp. Em cảm ơn anh Rod. Chúc mừng chị Vi nha. Tay này đánh gì chị Vi ơi? Không biết có tứ kép không ta, có khi ra tứ kép á. Trời ơi, lẻ sai vị chị ơi, chị có đánh lẻ không? Đánh lẻ thì cũng được, gỡ lại được chút chút. Lẻ xỉu ba trắng á, lẻ sai vị. Thôi đi cha, anh không thấy em là MC hả? Làm MC thì phải nói chứ. Anh tắt tiếng đi, anh comment em có kêu anh nghỉ đâu. Thì em nói anh kêu em nghỉ. Cái nghề của ta, ta tránh lấy lương mà cha này. Ta đi làm. Không nghe được người tắt tiếng nha. Còn ai đi gì tay này không mà chúng mình mở một tay. Dạ ok chị. Có ai đánh gì tay này nữa không? Em chuẩn bị mở nắp vô tay này nha. Chẳng à, chẳng sắp mọi người ơi. Chẳng sắp đôi một tay à. Tình yêu lần nữa em dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Để cầu. Em cảm ơn anh Phước. Rồi mãi vô, mãi vô, tiếp tục. Trong ánh mắt trời chợt thấy lòng tôi trái vai. Mở nha. Ôi lẻ sai vị miết rồi VIP ơi. Lẻ xỉu ba trắng tay này có ai bắt không ạ? À? Về lẻ một tay ạ, à. Còn một một nè. Có ai hấp lẻ tay này không cả nhà ơi? Về lẻ ạ. Nghe gió cất lại rằng hãy cố gắng quay một người. Lẻ sai vị miết ta. Ánh sáng sáng ngời. Có ai đi gì tay này không mà em chuẩn bị mở à? Ô trong lòng sẽ sống. Đây,
Tứ nè.